Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời các bạn cùng mình làm món bánh chuối hấp theo một cách mới nha. Nó sẽ dễ dàng, đơn giản hơn nè và rút ngắn thời gian hấp nữa. Phần bánh thành phẩm có màu sắc hấp dẫn bắt mắt nè, do mình sử dụng đường thốt nốt đó, nó có màu đẹp tự nhiên đó các bạn, và cũng như là tạo ra cho độ ngọt thanh á, rất là ngon luôn. Bánh chuối hấp mà ăn kèm với nước cốt dừa béo ngậy nữa thì thật là tuyệt vời luôn. Và làm thế nào xin mời các bạn cùng theo dõi phần sau video nha. Đầu tiên mình sẽ đi nấu cái phần nước đường để mình pha bột. Mình sử dụng đây là 200ml nước nè. Cho vào 60g đường. Đường này đường thốt nốt á, mình đã cắt nhỏ ra cho dễ nấu các bạn. Mình dùng đường thốt nốt á, nó sẽ có độ ngọt thanh nè, mà màu sắc bánh để đẹp tự nhiên nữa, mình không cần phải cho thêm bột nghệ. Cho đường vào cái phần nước này rồi, mình bắt lên bếp mình nấu cho sôi. Nấu sôi để tan phần đường, vừa tan là được. Khi thấy phần này nó sôi lên rồi, cũng như đường nó tan hết rồi, là mình có thể tắt bếp được các bạn. Mình tắt bếp mình để qua một bên, mình để khoảng từ 3 tới 5 phút cho nó giảm độ nóng thôi nha. Mình không có để nguội hẳn nha các bạn. Trong lúc này mình đi chuẩn bị phần bột luôn nè. Mình sử dụng 170g bột năng và 30g bột gạo. Nếu mà các bạn thích nó dẻo nhiều á thì mình sử dụng 200g bột năng luôn cũng được nha. Cho ở đây 1/4 muỗng cà phê muối nè. Và trong lúc này thì cái phần nước đường cũng đã nguội bớt rồi. Các bạn nên lưu ý là chỉ nguội bớt, nó còn khoảng 40-50 độ là vừa. Mình không để nguội hẳn nha. Mình phải pha với nước ấm, pha bột với nước ấm á, thì khi hấp phần bột nó không bị lắng xuống. Mình cho hết phần nước đường mình vừa nấu vào luôn nè. Cho nước vào rồi mình dùng phới lòng mình khuấy đều cho tan phần bột. Các bạn khuấy phần này cho hơi kỹ một xíu, để nó không có bị ốc trâu nha. Mình khuấy đến khi nào khai thấy cái phần nước bột này nó sánh mịn nè, nó không còn lợn cợn nữa là được. Mình để qua một bên, mình đi chuẩn bị phần chuối. Để làm bánh chuối ngon thì các bạn nên chọn chuối sim hay còn gọi là chuối xứ đó các bạn. Nhưng mà nó phải chín mùi thì nó mới ngon nha. Phần này mình đã bóc vỏ luôn rồi, là mình cân là được 500g nè. Mình sẽ dùng dao mình cắt lát mỏng, mình cho vào bột luôn. Cũng đừng có mỏng lắm nha các bạn, vừa thôi, khoảng 0.3 đến 0.4 cm là vừa. Đừng mỏng quá, khi mà các bạn trộn bột nó dễ bị bể nát lắm. Các bạn nhìn khoảng giống như mình nè. Và mình sẽ cắt cho hết cái phần chuối mình cho vào bột luôn. Sau khi cắt hết phần chuối rồi á, mình dùng phới mình đảo đều nè, cho bột và chuối nó thấm đều hết với nhau. Các bạn làm kỹ một xíu, cho ra từng miếng chuối nó thấm đều hết bột nha. Đừng để nó dính vào nha, đừng để phần chuối nó dính vào nhau á, nó không có thấm bột á. Giờ mình cũng nên đảo nhẹ tay thôi, đừng để nát. Xong thì mình sẽ để qua một bên khoảng từ 5 đến 7 phút cho chuối nó thấm bột và đường á. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị khuôn luôn. Khuôn mình sử dụng là khuôn bánh lăng á các bạn. Và mình sẽ quét lên một ít dầu dừa nha, để dễ lấy bánh ra. Không có dầu dừa các bạn có thể sử dụng dầu ăn. Nhưng mà đối với các loại bánh ngọt như thế này á, thì sử dụng dầu dừa thì phần bánh nó thơm hơn nha. Khi quét cái phần dầu dừa xong á, trước khi cho hỗn hợp bột và chuối vào á, các bạn nên dùng phới mình đảo đều lên trước nha. Để cho mình để từ nãy giờ á, phần bột nó bị lắng xuống á các bạn. Giờ mình sẽ lấy từng miếng chuối mình cho vào trong cái khuôn trước để mình làm cái phần mặt cho nó đẹp á các bạn. Mình cho từng miếng chuối vậy nè, khi mình lấy bánh ra sẽ đẹp hơn. Tiếp tục mình sẽ múc một ít bột nè. Một xíu thôi, mình cho dừa phủ bằng cái miếng chuối là được rồi, không nên cho nhiều nha. Rồi tiếp tục mình sẽ xếp phần chuối lên một bánh đó, trong một bánh các bạn sử dụng khoảng từ 4 đến 5 miếng chuối là được rồi, mình đừng nên làm dày quá nha.
mình xếp lên xong rồi mình cho một ít bột nữa phủ lên mặt là được. Nè, các bạn thấy độ dày nó như thế này là vừa rồi. Mình chuẩn bị sẵn nồi nước sôi nè, mình hấp từ lúc nước sôi luôn nha các bạn. Mình cho hết vào mình hấp. Mà giờ hấp trong khoảng thời gian từ 12 tới 15 phút. Nó tùy vào cái độ dày của bánh các bạn đổ á. Và khoảng 4-5 phút á, mình dỡ nắp ra xả hơi cũng như là mình lau sạch cái phần nước đọng á. Để cho nó không có nhỏ vào bánh làm bị nhão bánh của mình nha. Và đây là bánh mình đã hấp được 15 phút rồi nè các bạn. Nó đã chín rồi đó. Khi các bạn thấy mà phần bột nó trong lại hết nè. Và thấy rõ từng miếng chuối là bánh chín đó. Và mình sẽ để nguội nha. Mình lấy ra ngoài mình để nguội sẽ dễ lấy bánh ra khỏi khuôn hơn. Trong thời gian này mình đi nấu nước cốt dừa nữa là xong. Mình sử dụng 200ml nước cốt dừa nè. 30g đường và 1/4 muỗng cà phê muối. Mình đã cho sẵn vào trong đây rồi các bạn. Và mình thêm một muỗng cà phê bột gạo nha. Để tạo độ sánh đó. Mình khuấy cho phần bột gạo nó tan đều trước rồi mình bắt lên bếp nấu với lửa nhỏ. Các bạn nhớ khuấy cho tan trước á rồi mình mới nấu để nó không có bị lợn cợn á. Mình bắt lên bếp mình nấu với lửa nhỏ nè, thấy nó sôi lăn tăn là mình có thể tắt lửa được rồi. Vậy là phần nước cốt mình xong nè. Các bạn có thể cho ra chén, mình rắc thêm một ít mè rang hoặc là đậu phộng giã nhỏ. Bánh sau khi để nguội mình lấy ra khỏi khuôn rất là dễ dàng luôn. Do là mình có quét phần dầu dừa rồi. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem thử nha. Bánh có màu rất là đẹp luôn các bạn. Và lại thơm nữa. Màu tự nhiên từ đường thốt nốt đó. Có độ ngọt thanh vừa phải lắm. Do là phần chuối cũng đã có ngọt rồi á. Nên mình sử dụng cũng ít đường thôi. Chỉ có 60g đường á. Mình đã lấy ra hết rồi nè, mình cắt ra thử cho các bạn xem nha. Bánh chuối hấp làm theo cách này á, nó vừa dễ mà lại vừa nhanh nữa. Mình chỉ cần hấp 12 tới 15 phút là được rồi. Món bánh chuối này ăn kèm chung với nước cốt dừa béo ngậy nữa thì rất là tuyệt vời luôn các bạn. Hôm nào có thời gian các bạn cứ làm thử theo cách của mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thích nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.